Vậy xin chào tất cả các anh em nha, chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Vâng, video này Thái chia sẻ mang tính chất giải mã một số kỹ năng trong cờ bạc VIP, đặc biệt là dành cho những anh em đam mê về bộ môn này và những anh em chưa biết. Còn những anh em thầy thợ hay là những anh em đã biết thì Thái không chia sẻ. Và Thái chia sẻ lên, Thái cũng không khuyến khích anh em tập luyện sử dụng nó với mục đích cờ bạc. Nhưng sử dụng như thế nào đó là quyền cá nhân của anh em, Thái không có quyền cấm cản. Rồi sau đây Thái sẽ chia sẻ cho anh em về một kỹ thuật xào bài để lấy phẩm theo yêu cầu của một số anh em nhờ Lý Thái chia sẻ. Thì Thái chia sẻ cũng một hai video về kỹ thuật này rồi, nhưng mà anh em tìm không ra, chính vì thế mà Thái chia sẻ lại. Rồi thì trong đánh bài phẩm thì chúng ta lấy hai phẩm là được nha, chứ lấy ba phẩm thì khó lấy lắm nha anh em. Rồi mình sẽ ví dụ bài nó sẽ như thế này. Thường đánh phẩm thì nó có nhiều cái tụ lật lên à, nhưng mà mình chỉ chọn trong 12 lá là được. 12 lá 10 để coi 10 15 lá nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ như thế này. Nó phải nằm như thế này nha. Tay phẩm rất là khó lấy. Thứ nhất nó phải một cái sáp. Thứ hai là ba cây liền nhau một cái sảnh, nó phải đồng màu. Ví dụ như ghi bích, đầm bích, phải giả bích. Nó là như vậy. Rồi thì bây giờ cái cách setup như thế này, mình sẽ lật lên cho anh em xem. Đây, một cái phẩm 6 lá nha. Tiếp theo, một cái phẩm nó phải nằm ở thế này, 1, 2 và 6. Thì đây là cái cách mình biết để setup thôi. Còn anh em biết cách nào, anh em có thể chia sẻ lên nha. Còn cách này là của mình chỉ biết cách này nha. Rồi 1, 2, 3, 1, 2, 6. Nhớ nha, 3 lá, 6 lá, 1, 2 và 6. Rồi, rồi thì bây giờ mình sẽ trả bài làm dấu âm dương. Và cái dấu âm dương này thì mình làm cho đồng đội mình kinh nha, chứ để xuống người khác người ta sẽ phá. Và mình trả bài thì nó phải còn cái vị trí những cái lá bài mình cần lấy như thế này nha anh em. Đó, nó phải còn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ xào nè. 2, 4, 3, 5, 4, 3. Xào xuống. 1, 2, đập xuống. Kẹp lên trên dưới nè. 1, 2, 3, 4. Kẹp lên trên dưới. 1, 2, 3. Xào xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Kẹp lên trên dưới. 1, 2, 3, 4. Kẹp lên trên dưới. 1, 2, 3. Rồi thì bây giờ dấu âm dương nó đã vào trong vị trí giữa rồi. Đặt xuống cho đồng đội kinh. Nè, nè. Rồi thì mình chia ra thôi. Mình nói trước, mình chia sẻ cái phương pháp đấy. Còn anh em sử dụng như thế nào khi vô thực tế đó là quyền cá nhân của anh em nha. Mình chia sẻ cái phương pháp để nhiều anh em nói chia sẻ lên không sử dụng được, chia sẻ làm cái gì. Đó, thì mình chia sẻ lên là chia sẻ cái phương pháp. Còn sử dụng như thế nào là khi anh em vô trận, anh em phải tùy cơ ứng biến vào cái thời điểm nào đó cho nó phù hợp. Chứ mình chơi đánh mà ván nào mình cũng phải ù, ván nào mình cũng ù, ai chơi với mình. Đó. Đây là cách thứ nhất. Đó. Và cách thứ hai thì nó rất đơn giản hơn là mình setup thôi anh em. Rồi, thì nó phải như thế này. 3, 6, 9 lá, nó phải nằm như thế này. Nó nằm vị trí như thế này. 3 lá, 9 lá, 3 lá, 3, 9, 3. 3, 9, 3 nha. 3, 9, 3. Rồi, để xuống. Trẻ bài làm dấu âm dương hay bóp cho nó rồi. Rồi mình xào 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3. Nó hơi phức tạp hơn chút xíu nha. 1, 2, đập xuống, kẹp lá trên dưới nè. 1, 2, 3, 4, kẹp lá trên dưới. 1, 2, 3. Rồi xào xuống 3 lá. 1, 2, 3. Xào xuống 2 lá. 1, 1, 2, kẹp lá trên dưới nè. 1, 2, 3, 4, kẹp lá trên dưới. 1, 2, 3. Rồi, thì nó cũng ra y hệt như vậy thôi anh em. Có cái khác là xào hơi nhiều chút xíu. Đó. Thì nhiều anh em nói sao không chia hạ. Thì chia hạ cũng được anh em. Mà, nhưng mà mình chia ở đó chơi hạ được hay không. Đó. Và chơi cái này thì có đồng đội là nó hay hơn nha anh em. Chứ còn mình làm dấu âm dương để xuống người ta cắt chịch một lá là xong. Là xong, khó lấy lắm anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cách mà mục đích đổ nè.
Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ thuật đánh đổ nha anh em. À, đánh đổ nha, đây. Đây sẽ đánh đổ nha. Đây đánh đổ thì sẽ đúp kiểu này nè, đó. 3 6 nha. Đây thứ nhất đánh đổ nha, đó. Rồi. Trên này. Đó. Rồi, đây. Đây. Gom lại. Rồi mình chẻ bài nè. Chẻ đệm trên hai lá thôi anh em ha. Hai lá nằm trên này. Là ok ha. Rồi mình sao đơn giản thì giống y như lúc đầu nhưng mà chỉ thêm sao 22 thôi. 1 2 đập xuống nè, sẽ xuống. 1 2 kẹp lên trên dưới nè. 1 2 3 4 kẹp lên trên dưới. 1 2 3 tiếp tục sao xuống 5 đá nè. 1 2 3 4 5 kẹp lên trên dưới nè. 1 2 3 4 kẹp lên trên dưới. 1 2 3 rồi để xuống. Cắt bài. Rồi cho nhà cái chia. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó. Vậy thì nó sẽ vô anh em ha. Đó, nó là như vậy. Thì khi mình đánh đổ thì mình chỉ đệm lá này, mình nằm ở vị trí nào? Thường thì mình nên nằm ở vị trí đối diện là cái điểm rơi của mình chính xác nhất. Chính thế mà không có có chịu được. Nếu như mình ở nhà trên nhà dưới mình đệm một lá thì người ta chia nghịch tay là mình sẽ thua. Chính thế mà anh em nên ngồi nhà đối diện nó sẽ hay hơn. Đó, thì đây là cái cách mà xào công thức để lấy phẩm. Thì cách xào công thức có hai cách, một là 2 4 3 3 2 4 3, hai là xào 2 4 3 5 4 3. Đó, chỉ hai cách này. Anh em nào còn những cách hay thì anh em có thể chia sẻ với mình, chỉ biết hai cái cách này thôi. Đó, và mình chia sẻ lên, mình nói là chia sẻ lên là giải mã chứ không phải là mình chia sẻ lên khuyến khích anh em tập điện sử dụng với mục đích cờ bạc. Thứ hai, mình chia sẻ lên anh em không thích thì anh em có thể không xem. Mình chia sẻ lên mang tính chất giải trí, giải mã cho một số anh em yêu cầu Lý Thái chia sẻ, còn những anh em không thích thì không nhất thiết phải xem. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay hữu ích với anh em thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Lý Thái nha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.